chia sẻ với các bạn bánh mì với hai công thức phô mai và trứng muối tan chảy tưởng đâu mà khó nhưng mà rất là dễ làm bánh thì mềm nhăn thơm béo đậm đà bạn nào mà chưa thử thì tham khảo cái công thức này nha đầu tiên á diệu sẽ đi làm cái phần bánh mì trước mình sẽ ủ cái bột cái 200g sữa tươi không đường và 6g men 20g đường, 100g bột bánh mì, khuấy đều. Nếu mà bột nó không có tan hết á, thì cũng không sao ha mình bọc màn thực phẩm lại á và ủ 40 phút dịu bạn việc nhà cho nên là ủ nó tới 60 phút luôn bọt khí nó nở quá chừng luôn nè các bạn rồi bây giờ á, mình sẽ đi trộn cái phần bột bánh 400 g bột mì đa dụng protein từ 11 đến 12 phần trăm các bạn xem cái chỗ thành phần nguyên liệu thường nó sẽ ghi cái phần trăm protein ở trong đó 30 g sữa bột và một quả trứng gà mình cân được là khoảng 49 đến 50 g 100 g nước lạnh và tất cả men cái mà mình đã ủ cho vào máy á, và mình vặn nút 2 trộn 2 phút mém một xíu á, là quên cho đường vào rồi các bạn cho thêm vào 60g đường sau 2 phút trộn á, Diệu sẽ vặn cái mức số 3 và trộn thêm 10 phút nữa Tất cả nguyên liệu á tốt nhất là các bạn để tủ lạnh cho nó thật lạnh ha, từ trứng, bột mì và nước á, thì nó phải thật lạnh. Khi mà mình trộn á nó sẽ không có bị nóng bột. Sau 10 phút trộn ở số 3 á, thì Diệu sẽ cho 40g bơ và 3g muối vào đây. Mình sẽ tiếp tục trộn thêm 10 phút ở mắt số 3 nữa. Lúc này á Diệu tăng đến số 5 và tiếp tục trộn thêm 5 phút nữa. Tổng hết thời gian mà diệu trộn bột á là 27 phút. Bây giờ á mình sẽ kéo bột lên để mà kiểm tra cái miếng bột ha. Miếng bột kéo được cái màng mỏng như vậy á là đạt rồi nè các bạn. Lấy bột ra và chia làm 4 phần bằng nhau. Dùng tay mình đè đè cái miếng bột xuống á rồi cán cho nó mỏng. Cho vào khuôn có thoa bơ á, phía dưới thì diệu có lót một miếng giấy nến. Còn miếng bột cuối cùng á, Diệu chia ra làm hai và cũng cán như vậy để vào trong cái khuôn nhỏ hơn cho tất cả cái phần bột này á vào trong lò nướng với một tô nước nóng thì lò nướng á các bạn không có mở điện nha ủ bột 2 giờ ủ khoảng 1 giờ á thì Diệu sẽ thay nước nóng một lần để cho bánh nó nở nhanh hơn bột nở được gấp đôi rồi á thì Diệu sẽ lấy ra và vét một lớp sữa tươi không đường lên trên mặt bánh hoặc là các bạn có thể thay bằng hỗn hợp trứng cũng được nha làm nóng lò 15 phút trước nhiệt á, là 180 độ C cho cái khuôn bánh vào mình sẽ nướng 20 đến 25 phút nếu bánh lớn hơn á, thì thời gian nướng sẽ tăng nha các bạn lấy bánh ra và mình sẽ để nguội bây giờ á, mình sẽ đi làm cái phần nhân phô mai trước 200g kem phô mai cho trước vào đây á, là 100g kem tươi 200ml sữa tươi không đường 60g đường và 2g muối và cuối cùng á, là 20g bột bắp Dịu trộn cho cái bột bắp này nó tan Rồi cho lên bếp mở lửa nhỏ Khuấy đều cho cái hỗn hợp này nó tan hết Các bạn xiên á, thì cho vào trong máy xay á, trừ kem tươi ra Mình xay cho cái hỗn hợp này nó thật nhiễn nè Còn dịu á, sẽ lượt qua gây nữa cho nên là không có xay Hỗn hợp nó sệt lại rồi á, dịu cho vào 20g bơ rồi khuấy đều bơ tan á thì dịu sẽ cho cái hỗn hợp phô mai này qua gây dịu lượt hai lần cho nó thật mịn luôn lúc này á dịu mới cho thêm 50 g kem tươi vào tùy theo cái độ lỏng hoặc là độ sệt mà các bạn mong muốn á mình sẽ thêm hoặc là bớt cái kem tươi này nha nấu sôi lại á, là mình tắt bếp để nguội và cho vào trong ngăn mát 8 lòng đỏ trứng muối á, các bạn nướng 180 độ C 5 phút mình lấy ra cho vào trong máy xay cùng với 50g đường 150g sữa tươi không đường 40g sữa bột xay mịn á, rồi mình lượt cái hỗn hợp này qua gây cho hỗn hợp lên bếp á, thì dịu cho thêm 200g kem tươi vào và 8 miếng phô mai loại kẹp với bánh hamburger đó các bạn nấu ở lửa vừa á, và mình khuấy đều cho cái hỗn hợp này nó tan ra để cho cái màu xốp đẹp hơn á diệu có cho thêm một ít màu đỏ và một ít màu vàng thực phẩm để cho cái nước xốp này nó có cái màu cam cam đẹp hơn á các bạn không thích thì không có cần cho vào cũng đậy cái màng thực phẩm lại và để nguội cho vào trong ngăn mát bây giờ là tới cái phần cho sốt vào trong bánh diệu lấy cây đũa khoét lỗ ở giữa bánh mì rồi mình cho cái xốp vào trong mình xay đều cái tay á rồi bóp cho cái sốt này đầy cái bánh những cái tiếp theo á, mình cũng làm y như vậy Chét cái phần phô mai còn lại lên trên mặt bánh Rồi rắc trà bông lên trên Cái trà bông này á, của Diệu hơi mặn Mình gắt hơi nhiều, á, cái bánh nó mặn quá Các bạn lựa cái trà bông ngọt một chút á, thì làm bánh nó sẽ ngon hơn nha Rồi bây giờ á, mình sẽ bẻ cái bánh ra nè Bánh mì á, thì mềm dẻo, bên trong á, thì béo thơm, rất là ngon luôn mình thích nhất là nhân phô mai này, nhân trứng muối cũng ngon nhưng mà không có bằng nhân phô mai và video của diệu đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã xem đến đây hẹn gặp lại ở video kỳ tới